Cái này là nguyên bộ nha, có sạc hay có gì nè. Rồi mà mua ai mua này là chuyển nguyên túi. Này hôm rồi có quay rồi, không ai mua nè. Còn này máy chụp hình cổ để trưng bày nha. Máy này là bán hư nha, không bán xe được nha. Này máy vừa máy chụp hình vừa máy quay phim nè. Cái này là máy hiện đại. Máy Sony nè. Cái này à, kính này không biết nãy quay cho ta. Mình đi quay rồi. EDC. Cái này nhưng mà mình nó cháy hay gì đó. Mình cháy à. Còn cái này là có cục sạc cho nó nhưng mà không có pin nên như nó không có lên nè. Cục sạc thì còn sạc được nhưng mà không có pin. Này màn hình cháy à. Màn hình cháy chưa? Không biết cháy chưa nữa. Mình thấy là rồi, cảm ơn.